Đây là cao xoa cúp vàng các bạn nhé, cao xoa này. Đấy. Thế thì tại sao trong diện trần lại phải dùng cái cao cúp vàng này? Nếu mà mình dùng cái cao bạch hổ thì nó nóng quá, dầu gió thì nó nhẹ quá, các loại cao thái lan các thứ ấy, thì nó cũng nhẹ quá, thì mình dùng cao này nó vừa đủ, vừa phải, độ nóng nó vừa phải. Đó. Thì khi mình bóc cái cao này ra thì bên trong cái lọ to này nó rất là nhiều, và cái này nó cũng trọng lượng nó là 40 gram, thì dùng mãi không hết. Thì mình có những cách dùng sau đây. Đầu tiên mình có thể là dùng đầu ngón tay mình chấm vào cao này, sau đó mình bôi lên những vùng mà nó đang bị đau đấy, hoặc là bôi lên cái vùng đồng ứng, ví dụ đây là đồng ứng họng này, sau đó mình chà cái ngón tay họng vào đấy, đồng ứng họng, hoặc là mình bôi tại chỗ, bôi tại chỗ. Thì cái cao này là cái loại nhẹ nhất, khi mà mình dùng cao này, cao dán serum bath này và dùng ngải cứu này, thì cái cấp độ nóng, sức nóng của cao này nó là ở cấp độ nhẹ nhất so với cả ngải cứu và so với cả cao dán serum bath đó. Mình có thể là bôi tại chỗ hoặc là bôi trên các đồng ứng, bôi trên cả phản chiếu nữa. Hoặc là cái cách nữa là mình gì, mình có thể dùng cái cây cái giò dây ấy, cái giò ấn huyệt ấy. Đấy, khi mà mình ấn huyệt, mình muốn tăng cái tác dụng của huyệt và kéo dài thời gian của huyệt ấy, mình sẽ chấm vào đây, chấm lên cái cao này, sau đó mình sẽ day lên các huyệt, day lên các huyệt. Thì khi mình day lên các huyệt ấy, thì cái vị trí của các huyệt ấy, nó sẽ nóng lên và nó sẽ tăng cái hiệu quả và kéo dài cái thời gian điều trị của mình nó tốt hơn, tức là tăng cái tác dụng của huyệt tốt hơn và tăng cái hiệu quả điều trị của mình cao hơn. Đó. Mình không dùng nữa thì mình lắp cao vào. Thì cái này nó vừa rẻ mà nó vừa tiện dụng, và cái cao này là một cái chất liệu không thể thiếu khi mà mình chữa đến những cái bệnh gọi, ví dụ là lạnh chân lạnh tay, thì mình sẽ dùng cào nhỏ mình bôi cao, mình cào tại chân, hoặc là dùng con bọ to mình bôi tại bụng, mình chà trên vùng bụng để chữa lạnh chân lạnh tay. Thì cái cao này là một vật dụng rất là quen thuộc và rất là hay dùng ở diện trần, và cái giá thành của nó cũng cũng rẻ, mình dùng được lâu dài. Đó, đây là cao cúp vàng.